Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật của Báo Lao động. Thưa quý vị, mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư 20/2023 về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư 20/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Các quy định tại thông tư này áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Và để thông tin tới quý độc giả, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Vũ Thủy Trang, Phó Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Yumi. Xin kính chào quý vị khán giả của Báo Lao động. Vâng, xin chào bà. Thưa bà thì thông tư 2020-2023 đã điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 dẫn đến mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng lên. Như vậy thì lương hưu có tăng hay không thưa bà? Vâng, theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 115 năm 2015 NDCP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Việc tính lương hưu đối với người nghỉ hưu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo công thức sau đây. Mức lương hưu hàng tháng sẽ bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, tỷ lệ lương hưu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 7 nghị định 115 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và điều 16 điều 17 thông tư số 59 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được quy định tại điều 9, nghị định số 115/2015 của chính phủ bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh chia tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tiền lương tháng và thu nhập Tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh bởi Thông tư số 20 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quy định mức điều chỉnh tiền lương tháng và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tăng dẫn đến mức lương hưu hàng tháng cũng tăng. Vậy thì đối tượng nào được tăng lương hưu theo Thông tư 20 thưa bà? đối tượng điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 10 Nghị định số 115 năm 2015 bao gồm Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 điều 4 nghị định số 134/2015 là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tiền lương tháng, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đã được điều chỉnh theo thông tư mới này. Vậy thì công thức tính tiền lương tháng, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 như thế nào thưa bà? Vâng, căn cứ khoản 1 một điều 2 và khoản 1 điều 3 thông tư số 20 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì tiền lương tháng thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ được tính theo công thức sau đây. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm sẽ bằng tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm sẽ bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Trong đó mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm và mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm được tính theo công thức quy định tại điều 7 nghị định số 115 năm 2015 và điều 4 nghị định số 134 2015 và được ghi nhận tại bảng 1 khoản 1 điều 2 và bảng 2 khoản 1 điều 3 thông tư số 20 năm 2023. À, vâng, công thức tính mà bà vừa trình bày áp dụng cho tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội với các đối tượng nào ạ? Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 1 và khoản 1 điều 2 thông tư số 20 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì công thức trên áp dụng để tính tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng sau đây. Thứ nhất là người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thứ hai là người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì um, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều 2 thông tư số 20 năm 2023 thưa bà này, thông tư 20/2023 cũng đã đề cập tới công thức tính mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội cùng các đối tượng được điều chỉnh vậy bà có thể thông tin thêm tới quý vị độc giả được không ạ căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 3 thông tư số 20 2023 thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm được tính như sau thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm sẽ bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng Công thức trên áp dụng với đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 điều 4, nghị định số 134 năm 2015 của chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tất từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1, điều 3 thông tư số 20 năm 2023. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại điều 10 nghị định số 115 năm 2015 và điều 2 thông tư số 20 năm 2023. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tốt một lần được tính theo quy định tại khoản 4, điều 11, nghị định số 115 năm 2015 và khoản 4, điều 5, nghị định số 134 năm 2015. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà Vũ Thị Trang. Kính thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn pháp luật ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.